Trong kinh Địa Tạng có nói các thần như thần biển, thần sông, thần núi, thần cây, vân vân. Khi chặt cây phải cúng. Nhà con có một cái giếng khơi đã lâu, nay không dùng đến, con muốn lấp thì phải thủ tục như thế nào và sắm lễ như thế nào? Mong quý thầy chỉ bảo, chỉ dẫn cho con. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này cũng câu hỏi rất thiết thực trong cuộc sống chúng ta đấy. Ở trong kinh Đức Phật nói, cây cối thì có thần, giếng cũng có thần, núi cũng có thần, đất cũng có thần, vân vân. Có các thần cai quản, đặc biệt chúng ta tụng kinh Địa Tạng chúng ta biết hết rồi. Có các rất nhiều các vị thần. Ở đây Phật tử hỏi rằng cái khi nhà có giếng muốn lấp giếng thì phải làm như thế nào? Đào giếng thì dễ, mà lấp giếng thì rất khó các quý vị nhé. Đào giếng thì chúng ta chỉ làm cái lễ động thổ, thì thường chúng ta làm lễ động thổ chúng ta mới đào thì dễ hơn. Nhưng mà khi lấp giếng, chúng ta mà nhiều người, nhiều gia đình lấp giếng là gì ạ? Lấp xong là nặng thì có khi mất mạng, nhẹ thì ốm đau bệnh tật, gia đình lục đục cứ suốt suốt. Ngày xưa thầy đi trong cái chùa dưới Yên Sở Hoài Đức, có một cái chùa, có một ông sư huynh của thầy đến đó, ở đó trước đó được mấy năm rồi. Thì ở chùa có một cái giếng cổ, cái chùa Pháp Vũ có cái giếng cổ. Cái giếng đó các cụ ngày xưa nói là không bao giờ nước cạn, cả làng nước cạn hết, nhưng cái giếng đó nước vẫn trong xanh và mọi người ra đó để gánh nước về để ăn. Khi thầy đó về, thầy đem để lấp cái giếng đi. Lấp xong mấy hôm sau thầy bị điên, cho đến bây giờ vẫn điên. Điên đến nỗi mà không tu được trong chùa, nó về tại gia. Về tại gia rồi bây giờ vẫn còn điên. Đấy, để lấp cái giếng. Cho nên cái này thì cũng có nhiều trường hợp. Ngày xưa các thầy đi học thì giả cố Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương, Hòa Thượng Viên Thành, cụ cũng có hướng dẫn cái cách lấp giếng. Mà thầy cũng đã đem áp dụng cho một số trường hợp rồi là ổn, hướng dẫn cho ổn. Cái khi lấp giếng, ngày xưa các cụ dạy chúng tôi là gì? Lấp giếng rất quan trọng. Quan trọng lắm. Nhà nào bắt buộc phải lấp giếng thì mới lấp. Còn nếu không cần lấp thì thôi, mình cứ để đấy thì dùng cũng được. Nếu mà mình bắt buộc phải lấp để làm cái gì đó, thì làm nhà, làm cửa, làm cái gì đó phải lấp. Nhưng trước khi lấp là phải hút cạn nước, nhớ nhé. Các Phật tử cũng nhớ. Cái đầu tiên là phải hút cạn nước. Có cái con gì, con cua, con cá, con ếch gì là phải bắt đem để phóng sinh sạch đi. Chứ đừng có bắt lên để thịt nhé. Bắt lên để thịt là hỏng đấy. Bắt lên là phải đem phóng sinh nhé. Hết ra sông, ra suối để phóng sinh, để thả phóng sinh đi. Đó, đầu tiên là phải hút cạn nước này. Cái vấn đề thứ hai đó là phải làm cái lễ. Làm cái lễ này, làm cái lễ thì sắm lễ thánh bông hoa quả thì bình thường thôi, đặt trong ban thờ thần linh gia tiên trong là cái lễ. Trên cái giếng nó cẩn thận nó đặt cái lễ, ở trên miệng giếng kê cái bàn, ở trên bên bờ giếng, bên cạnh giếng á, làm cái lễ giống như là mình lễ động thổ á, lễ tạ thần linh á, thần giếng á. Thì mình có thể cái lễ đó đơn giản thôi, mình cứ trì ngũ bộ chú, xong trì đại bi thập chú ba biến hoặc bảy biến gì đó, xong bát nhã, xong án mani bát minh hồng một tràng hoặc ba tràng, xong hồi hướng tam tự quy. Nhưng đặc biệt là phải có chuẩn bị một cái gương mới nhé, cái gương nhỏ nhỏ, cái gương nhỏ nhỏ, gương vuông, gương tròn không quan trọng. Cái gương nhỏ nhỏ xong bắt đầu thì thắp lên ba nén hương. Đấy, cũng dạy luôn để các sư sau này có biết, có muốn đi làm thì làm cái đấy. Ví dụ cái cầm cái gương như thế này, cái gương, cầm ba nén hương với cái gương, cầm cái gương, khi đó chỉ chú xong hết rồi thì bắt đầu cầm cái gương làm cái lễ xuất thần. Cái lễ xuất thần tức là chúng ta cầm cái gương thư cái chữ quang minh kính, chữ quang minh kính, quang minh kính, hoặc là gì, hoặc viết chữ Hán được, hoặc không viết chữ Hán viết chữ quốc ngữ được, quang minh kính, chữ quang, chữ minh và chữ kính. Chữ quang cái là sáng, chữ minh cũng nghĩa là sáng, chữ kính có nghĩa là cái gương, tức là khai, gọi là khai quang cái gương, cái kính á. Khai quang xong bắt đầu mới đọc cái bài kệ xuất thần đó, đọc chính cái bài kệ xuất thần tượng luôn,
Nhưng mà xong cái này thì xuất thần tượng thì đọc là thay vào xuất thần tượng thì xuất thần tỉnh. Chứ tỉnh có nghĩa là cái giếng. Án xuất thần tỉnh, thần tỉnh linh linh, thần tỉnh linh linh, linh linh xa hạ. Đọc 3 lần như vậy. Án xuất thần tỉnh linh linh, thần tỉnh linh linh, linh linh xa hạ. Án xuất thần tỉnh linh linh, thần tỉnh linh linh, linh linh xa hạ. À, ra đây lấy cái gương mình soi, cái khi đọc nó cầm 3 nén hương và cái kính đó mình soi, soi xuống dưới giếng á, để sao? Để các vị thấy ánh sáng gì, nếu có các vị thần á, thần long á, các vị cai quản cái giếng á, các vị gì, các vị rời đi nơi khác, tức là xuất thần chứ, các vị rời đi nơi khác, đến lúc đó mới lấp gì, lấp đất, lấp cát sạch lên thì không sao, thì được, đó, lấp lên thì được. Lúc đó là lấp giếng thì được. Đấy, cách lấp giếng thì nó cũng hơi phức tạp một chút đấy. Nó Phật tử chúng ta không làm được thì tốt nhất là nên thỉnh các sư ở gần gần đó, các thầy nào đến hoan hỷ đến để lễ cho chúng ta, sau đó chúng ta mới gì? Mới làm lễ, mới lấp thì đó. Nhưng lấp không được lấp đất bẩn nhá. Nhớ phải lấp cát sạch hoặc đất sạch xuống. À, chứ không được lấp là cái chúng ta đào làm nhà làm cửa chứ cái bẩn cho chúng ta đem gì thừa chúng ta đem rác thải đổ đó là hỏng đấy, nguy đấy. Đó, phải lấp đất sạch, lấp xong mà cái là lấy cái nước, lấy cái nước cúng, cái chén nước cúng và chai nước cúng ở trên cái bàn lúc mình làm lễ đó, xong lại đổ xuống hoặc đổ một tí xuống xong rồi cho đất cho cát vào xong mới xong bằng lại đổ tiếp nước lên trên thì khi đó thì xong mọi công việc kế tiếp làm theo được. Đấy là lấp giếng, lấp ao, lấp hồ. Mà quan trọng thì cũng gì cũng nên như thế là tốt nhất. Hút nước sạch, đem bắt những loại thủy tộc ở trên đó thả phóng sinh đi. Xong đó làm lễ xuất thần như thế, xong mới lấp. Nhiều chỗ là lấp cái chỗ ao, chỗ hồ mà linh thiêng thì cũng nên làm như thế. Đấy, nhưng mà lấp ao, lấp hồ, tát hết nước như thế đi thì tốn kém lắm. Nhưng mà nếu muốn cẩn thận phải làm như thế. Một Phật tử nữa hỏi: kính bạch thầy, con xin được hỏi thầy một câu, con mong thầy hoan hỷ giải đáp cho con ạ. Trước kia con chưa biết đến Phật pháp, con đã đưa cháu ngoại con 6 tuổi đến cửa điện bán khoán và cô đồng nói đến năm 13 tuổi thì làm lễ chuộc lại. Nhưng khi con biết đến Phật pháp thì con cho cháu quy Tam Bảo, đến nay cháu đã 21 tuổi mà con vẫn không chuộc cháu về. Vậy như vậy có cần phải chuộc về hay không ạ? Con xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con những thắc mắc của con. Con xin thành kính tri ân công đức thầy. Theo thầy thôi, đã quy cho cháu mà năm nay cháu 21 tuổi rồi, thôi, tức là làm con Phật rồi, tôi chả cần bây giờ tìm đến cửa điện mà hỏi xin chuộc để bán khoán. Nó lại dọa cho vài câu lại sợ gì ạ? Mất ăn, mất ngủ, mất tiền nó còn lo. Cho nên tốt nhất thì thôi, đã cắt được rồi thì cắt luôn, lại còn đi đến để nối lại nữa, họ dọa cho vài câu bảo quá hạn rồi không chuộc được nữa. Bây giờ phải gì ạ? Phải đổi bát hương cho nó đi, thậm chí là trình đồng mở phủ cho nó đi, thế đây để toi. Đấy, không làm thì áy náy trong lòng, mà làm thì sai với gì? Sai với đạo, sai với pháp giác ngộ giải thoát của gì? Của Đức Phật. Đấy, cho nên tốt nhất là bây giờ thôi, đã cắt được rồi thì cắt luôn. Quy Tam Bảo là đệ tử Phật rồi thì bây giờ thì cứ hướng cho con nó gì đi chùa làm công quả, mà hoặc là tu tập, hoặc là không đi chùa được còn đang học, đang đi làm thì cứ hướng cho cháu nó biết niệm Phật vài câu một ngày, vài hơi một ngày, thế là tốt rồi. Không cần phải đến đó để chuộc lại nữa làm gì. Vì Phật Thánh, chứ Phật Bồ Tát thì cũng không chân chính thì không bao giờ bắt chúng ta phải rườm rà cái thủ tục đó. Cốt làm sao á, tu tâm dưỡng tính, làm người tốt ở trên thế gian này là được. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, thầy bố thí cho con mấy câu hỏi như sau. Một, bố đẻ con mất 18 năm. Khi bố con mất, không nhắm được mắt, mồm mà há ra. Lúc bố con hấp hối, chúng con cho bố con ăn, thì miếng cuối cùng bố con nhổ vào mặt đứa em trai con. Hồi bố con từ rồi bố con từ ra đi. Chúng con chưa hiểu gì về Phật pháp,
49 ngày chúng con cúng, chỉ cúng 100 ngày thôi. Hôm 49 ngày con không cúng, chỉ cúng 100 ngày thôi. Khi bố con mới mất, chị dâu con ngày nào cũng nằm mơ thấy bố con về và cứ đuổi chị con đánh. Thời gian đó con cũng không nhớ là năm bao nhiêu. Con nằm mơ thấy bố con bảo con là: "Con ơi, chỉ có con mới cứu được bố thôi." Giờ con thật ân hận là lúc đó con không hiểu gì về Phật Pháp. Con mới quy Tam Bảo được 3 năm và cũng tìm hiểu về Phật Pháp, biết đến chùa Khai Nguyên mà Thầy chủ trì. Những ngày Thầy mở Pháp hội, viết lại còn cẩn thận, đánh trang 1, trang 2, trang 3 và trang 4. Viết câu hỏi mà đánh đến 4 trang giấy. Đây này, tôi nói thật đây này. Trang 1, trang 2, trang 3, trang 4. Trang 4 thì có một nửa tờ giấy thôi. Ngày Pháp hội con cũng đi và làm sớ cầu siêu cho bốn họ và bố con nữa. Cách đây 2 năm, con cũng rằm tháng 7 một bộ quần áo thật. Thì con nằm mơ nhìn thấy bố con như người đi làm về. Mệt quá, ngồi nghỉ một đoạn đường, nhưng bố con không nói gì cả. Con thấy như thương bố và bảo: "Bố ơi, bố già rồi, ở nhà mà nghỉ, đừng đi làm nữa." Một chốc sau, bố con đứng lên đi và con cũng đi cùng. Thì bố con tự nhiên lao xuống một cái hố, thì lúc đó con cũng xuống và kéo bố lên. Lúc đó con tỉnh giấc mơ và không biết đi đâu nữa. Con kính bạch Thầy, bố thí cho con được biết ạ, bố con như vậy thì như thế nào? Trường hợp này thì nên nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho ông cụ. Đây là cái nhân duyên của Phật tử này với thân phụ của mình. Cho nên thì bây giờ thì biết cái Phật Pháp rồi, thì nhất tâm tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho ông. Thì chân linh của ông cũng, hương linh của ông, vong linh của ông cũng sớm được siêu thoát thôi. Thứ hai, Phật tử này hỏi: "Mẹ con còn sống năm nay 96 tuổi, bị mất trí nhớ cách đây 10 năm rồi. Khi mẹ con mới bắt đầu ảo, thì mẹ con cứ nghe bên xa có tiếng khóc của một người mẹ tìm con, làm gì cũng nói chuyện một mình, như là có người một bên. Con mới hỏi mẹ, mẹ nói, thì mẹ con bảo, có hai mẹ con nó bảo cho nó ngủ nhờ và xin ăn. Mẹ con bảo là đi đến quán chợ mà nghỉ, sáng ra thì xin ăn ở đó cho đỡ khổ. Từ đó trở đi, mẹ con ảo nặng, tức là bị ảo giác, bị bệnh nặng. Đi lội sông và ruộng, tức là đi lội xuống sông và xuống ruộng này. Chúng con phải đi làm, không trông được mẹ, đành phải nhốt vào nhà. Khi chúng con mở cửa ra, mẹ con lại bắt đầu đi tìm bố con, cứ nói: "Ông ở đâu?" Mẹ con tự nói là: ở đâu, ở đây à?" Cứ như vậy hết chỗ này đến chỗ khác, không thấy là ở đâu. Mẹ con bảo nhìn thấy bố con không có quần áo, không mặc quần, không có quần áo khô, mặc quần áo ướt, và lưỡi chảy máu nát ra. Lúc mẹ con lại sợ, bảo là công an đến bắt, chui vào gầm giường. Mẹ con bây giờ còn sống mà như người không hồn vậy, phải nhốt ra trong phòng cả ngày lẫn đêm. Con kính bạch Thầy, nhốt mẹ vậy chúng con có phải tội không ạ? Con là con gái, cuộc sống cũng thiếu thốn. Buổi tối mỗi ngày con chỉ tụng một quyển kinh Địa Tạng để hồi hướng cho bố mẹ, thần linh thổ địa cửu huyền thất tổ,
con kính bạch thầy, bây giờ con phải làm sao cho mẹ con đỡ khổ ạ? Anh em nhà con không có ai hiểu về Phật Pháp cả, chỉ có con và đứa em gái, mẹ con ở với anh trai lớn nhất. Con kính bạch thầy từ bi chỉ dạy cho con được biết, con cảm ơn thầy. Ở trường hợp này gia đình cũng thực sự thì nói như trong Phật Pháp chúng ta là cũng rất là gì nặng nghiệp. Cũng có thể là trước đây, không chỉ là đời trước đâu mà cái ngay kiếp này thôi, nếu mà dính vào cái nghề sát sinh thì cũng mệt đấy. Đó gọi là trả quả ngay tại hiện đời này thì cái này nó khó. Nhưng bây giờ thì thôi, điều quan trọng nhất là bây giờ thì Phật tử này về thôi, mình không có điều kiện kinh tế nhiều để cúng dường, để bố thí, để phóng sinh, để hồi hướng cho các cụ thì thôi cứ nhất tâm. Trường hợp này nhất tâm thì theo thầy thì nên phát nguyện tụng kinh Lương Hoàng Sám hoặc là kinh Từ Bi Thủy Sám là 21 ngày. Trường hợp này thì thầy khuyên riêng như thế. Nếu được mấy chị em mà tin là có, và mấy anh mấy chị thì không tin, có một em nữa là tin là hai người, thì hai chị em lập cái đàn hẳn hoi, đàn tràng hẳn hoi, sắm lấy 7 lọ hoa, mỗi lọ hoa là 5 bông hoặc 7 bông, mỗi lọ hoa 7 bông, sắm lấy 7 lọ hoa, mỗi lọ hoa 7 bông, 7 bông hoa hồng, hoa hồng vàng, hoa hồng đỏ cũng được, rồi 7 cái đĩa lễ, đĩa lễ đó có đĩa hoa quả thôi, hoa quả có thể là quả táo, hoa quả cam, hoa quả gì đó vân vân, rồi 7 đĩa bánh kẹo, rồi 7 cốc nước và 7 cái đèn, đèn dầu cũng được hoặc đèn dầu thơm cũng được tùy theo, thắp nến cũng được, không đèn thì nến, nhưng mà nến thường nó không cháy lâu, thì sắm lấy cái đèn kỳ, đèn dầu hoặc là cái đèn đèn dầu thơm bây giờ đấy, phát nguyện là 21 ngày đấy, lễ đều như thế. 7 lọ hoa này, 7 hộp bánh, tức là 7 đĩa bánh này, bánh hay kẹo đấy, 7 đĩa hoa quả này, 7 cốc nước này, và 7 cái đèn này. Đấy, để bày lên một cái bàn như thế này, giống như thầy bày đàn này này, đấy kiểu như thế này này, đó, kiểu thế, kiểu trên này. Và tụng kinh Thủy Sám hoặc kinh Lương Hoàng Bảo Sám 21 ngày. Hôm khai đàn thì cũng nên phóng sinh một chút xíu, hôm tạ đàn cũng nên tụng kinh một chút xíu. Nếu mà ở gần đây thì có thể hôm khai đàn thì thỉnh các một vị hoặc hai vị sư đến để khai đàn được cho, khai kinh được cho thì tốt. Ở xa thì có thể đến thỉnh các sư nào đó tụng kinh cho được thì cũng tốt, làm được ở nhà mình cũng được. Không thì ở chùa nào, gần ở chùa nào đến thì gần đó để nhờ các chùa đó khai đàn cho, và mình thì mình ra mình cùng tụng với các thầy được thì cũng tốt. Một ngày tụng hết một bộ kinh Thủy Sám hoặc kinh Lương Hoàng Bảo Sám đó, tùy theo. Tụng kinh Thủy Sám cũng được mà kinh Lương Hoàng Bảo Sám cũng được. 21 ngày như thế để hồi hướng cho vong linh ông cụ và hồi hướng cho bà mẹ thì mới ổn được. Trường hợp này thì thầy lại khuyên khác với tụng kinh Địa Tạng bình thường khác. Trường hợp này thì phải như vậy mới ổn được. Một Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, tên con là Nguyễn Thị Tốn, sinh năm 1947, ở Ba Vì, Hà Nội. Bạch thầy, gia đình của con, chồng con mất năm 27 tuổi, mất 27 năm nay. Con sinh được 4 người con, 3 trai 1 gái. Hai con trai lớn của con, các cháu đã xây dựng gia đình, con đã cho các cháu ở riêng. Từ năm 2009, con chia đôi chỗ đất ở của con cho con trai thứ hai. Con trai lớn của con ở nơi khác, còn nhà thì con và hai cháu thứ ba và cháu út ở. Nhà con ở hiện nay, nhà hướng đông nam, nhà bếp và công trình phụ hướng đông bắc.
Con gái con tên Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 80. Con út tên Nguyễn Anh Văn, sinh năm 83. Cả hai chị em cháu chưa có duyên lành. Cháu Thúy đã được thầy quy y năm 17. Năm 2017, bạch thầy, con và các cháu làm theo lời thầy dạy qua các bài giảng pháp của thầy. Con luôn luôn cố gắng tu tập, thực hành theo trong kinh Địa Tạng, quyết tâm và kiên trì để tu tập tốt hơn. Pháp hội vừa qua có Phật tử hỏi về đất ở và nhà ở. Lúc này con mới hiểu ra phần 2. Chi nhà con có ngôi mộ, con là đời thứ 5. Ngôi mộ ở gần nhà dân nên người ta cho ống nước thải, cho ống nước thải chăn nuôi cách mộ 1,5 mét về tay phải. Cả ngôi mộ, nước thải chảy xuống đầm nước ngay trước mộ 1 mét. Con xin sự bố thí của thầy chỉ bảo cho con để gia đình con và các cháu có niềm vui và hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà Phật. Trường hợp này thì về nên họp gia đình và họp chi họ lại để chuyển mộ các cụ đi. Chuyển xong đảm bảo sang năm nó lấy vợ lấy chồng ngay. Không cần phải nói nhiều. Trường hợp này nên về họp để chuyển các cụ trong năm nay đi, càng tốt. Có thể là cuối tháng này hoặc sang đầu tháng sau. Cứ chuyển trước mùng 10 tháng 12 âm lịch là được. Nên về họp đi đã. Họp các cụ, bảo các cụ, bảo là thầy bảo cái này nó không chỉ một gia đình này đâu nhé. Mà làm được nó tốt cho cả cái chi họ này. Để cái chỗ đó nó cấu uế, nó ô uế lắm. Chúng ta biết mà để gần cái nước thải nó ngấm xuống, không tốt tí nào cả. Cách có một mét rưỡi. Mà cách dưới cái ao là mét rưỡi là cái hồ nước thải chăn nuôi. Mà chăn nuôi chúng ta biết, chăn nuôi thì làm sao? Bẩn lắm. Chuyển các cụ đi. Không có tiếc, chuyển các cụ ra chỗ quy tụ nào đó, ra nghĩa trang, ra chỗ quy tụ nào đó, nó trang nghiêm đẹp đẽ. Ra Tết mà xem con trai thì đòi cưới vợ, con gái đòi lấy chồng, lúc đó là trả đủ tiền để cưới vợ gả chồng cho con. Chết. Thôi trường hợp này nên về làm như vậy. Một câu hỏi nữa, Nam Mô A Di Đà Phật. Con là Phạm Thị Ngân, pháp danh Nghiêm Tịnh. Con xin hỏi Thầy một số câu hỏi sau. Một, Phật tử khi lâm chung có được mặc áo tràng mang theo không ạ? Được. Phật tử lúc lâm chung mặc áo tràng được. Nhưng cái giải tịnh tông hoặc hội thì đừng mang theo nhá. Vì trong cái giải đó có gì? Có chữ gì? Có chữ Nam Mô A Di Đà Phật không? Có, cho nên không được mang cái giải đó theo. Mà cái giải đó lại để gì? Có thể mình để ở nhà để thờ, để là tưởng niệm thôi. Hoặc là đem gì ạ? Đem lên chùa để thầy lại trao cho người khác. Tất nhiên thầy trao cho người khác, thầy sẽ không dạy gì mà nói cái này là người chết đấy. Nếu mà bảo là người ta chết, người ta mang đến đây là thầy cho lại thì Phật tử không có đeo đâu. Mà đem giặt rũ sạch sẽ đi, đeo gì? Cho người khác, công đức vô lượng. Người ta đeo bao nhiêu năm nay, người ta tu tập được mấy năm nay rồi. Đeo thì tốt, nhưng bảo là của người chết thì chả ai muốn đâu. Mà bảo là lộc của thầy đấy, cho đấy thì gì? Ai cũng sướng. Đời nó khổ thế. Cho nên cái trường hợp thì các Phật tử chúng ta khi mà về với Phật đó, thì ngoài cái bộ quần áo bình thường mình hay mặc ở trong ra, thì có thể mặc cái áo dài gì ạ? Cái áo tràng, cái áo dài của mình á, bên ngoài cho nhìn nó đẹp để về với Phật cho nó gì? Nó có đầy đủ ai nghi phép tắc nó tốt. Cái đấy tốt, không sao, không ảnh hưởng gì.